Chào cô và tất cả các bạn, con tên là Vũ Đình Bả Chi. Năm nay con học lớp 5, trường tiểu học ấy, nên con sống ở thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Hôm nay con sẽ thuyết trình về một cái bài tên là một cái sản phẩm tên là Bảo vệ đảo mà con đã làm. Khi mình bấm vào cái lá xanh ở bên góc bên này thì sẽ có một nhân vật sẽ giới thiệu cho mình về trò chơi. Nhân vật nói bạn sẵn sàng chưa thì sẽ có một cái số 1 đếm đến 3. Và thế là trò chơi bắt đầu. Cái này thì con bị lỗi ở cái phần bắn tàu nhỏ, bởi vì con bắn một khi nó vỡ. Và bánh tàu to thì bình thường. Nhưng mà cái tàu to nó cũng bị lỗi chứ, bởi vì con bắn nhiều lần nó mới nổ. Thế là đó là cái tiếng thì nó lại chập chập chưa lâu lâu nó mới phát ra một lần. Rồi cái pháo của con thì chơi được nửa lần, chơi được nửa trò thì nó lại bị ẩn đi. Và cái tâm con cũng không biết, nó cũng bị ẩn đi nên con không biết sao. Điểm của con thì nếu mà cái pháo nó không hiện với cả cái tâm nó không hiện thì con không có cho nó điểm nó tăng lên. Khi mỗi khi mình bắn vào tàu thì mình sẽ được tăng lên 1 điểm. Khi mình đạt đến điểm 10 thì 10 điểm thì mình sẽ được qua level 2. Sẽ có chữ level 2 xuất hiện nhưng mà nó hiện tại đang bị lỗi nên là nó không có xuất hiện được. Còn nếu mà mình để cho tất cả thuyền chạm vào đảo của mình thì mình bị thua. Nhưng mà lại tự đi vào trong đất liền rồi. Khi mình đạt đến điểm 20 thì mình sẽ trò chơi. Còn nếu mình để thuyền chạm vào đảo thì nó sẽ game over. Rồi mình sẽ không, nó sẽ game over nhưng mà nó lỗi nhưng là con nó không thể hiện chữ xuất hiện trên màn hình. Cái phần con thấy khó nhất là cái phần lập trình cho thuyền nhỏ với cả thuyền to, tại vì cái lệnh của nó rất là dài và phải chỉnh nhiều lệnh, con phải sửa nhiều, đi lặp lại tầm khoảng hơn 3 lần thì con nó mới hoạt động tốt lại được. Nhưng mà đến buổi thuyết trình thì hình như nó không có lưu cái code của con nên là nó bị lỗi. Còn phần con thích nhất ở chương trình đó là cái pháo và tâm, bởi vì tâm thì nó giống như là cái con trỏ chuột khác của mình, nó cũng giúp mình bắn mấy cái thuyền. Cái pháo này thì con thích nó bởi vì nó có trang phục rất là đẹp. Bài thuyết trình của con đến đây là hết. Con mời mọi người và cô nhận xét. Một số nhận xét cho bài phần thuyết trình của bạn là Bảo Chi nhé. Trước tiên thì đối với phần thuyết trình sản phẩm, cái phần dạng, phần lập trình thì bạn ấy cũng có sáng tạo các cái hình ảnh cho sản phẩm đúng không? Các cái hình ảnh hầu như là cô thấy là đều là hình ảnh bạn thiết kế. Thứ hai là đối với phần chức năng thì bạn ấy có lập trình thêm là cái phần chức năng nhân vật khi mà bắt đầu giới thiệu chương trình đấy. Cái phần đó cũng khá là hay. Tuy nhiên thì cô cũng khuyến khích là bà Chi có thể sáng tạo thêm một chút cho các cái chức năng, một số chức năng mới cho phần sản phẩm của mình.
Còn đối với phần lập trình thì cũng có vẫn còn phần lỗi đúng không? Bài của Bảo Chi cũng còn khá là nhiều lỗi, ví dụ như là cái hình ảnh của nhân vật pháo nó bị ẩn khi mà ví dụ chơi được một nửa chương trình một nửa ấy, thì tự dưng nhân vật của mình bị ẩn đi này. Và thứ hai nữa đó là bài bạn Bảo Chi bị lỗi ở phần thuyền nhỏ, và bởi vì vào ví dụ như các cái nhân vật cái tâm ngắm cũng chưa hiện này đó, cái thuyền nhỏ nó cũng vẫn còn bị lỗi khi mà bắn vào nhưng mà nó vẫn chưa bị nổ. Cái phần này thì Bảo Chi sẽ xem lại và khắc phục lại những cái phần lỗi này nhé. Còn đối với phần thuyết trình thì Bảo Chi nói cũng khá là to. Tuy nhiên là có lẽ là bởi vì sản phẩm của mình bị lỗi cho nên mình cũng chưa giới thiệu được nhiều này và cũng chưa được tự tin lắm khi thuyết trình. Về cơ bản thì con cũng theo được các cái bước mà cô hướng dẫn, nhưng mà tuy nhiên bởi vì sản phẩm của mình chưa hoàn thiện cho nên mình cũng chưa giới thiệu được nhiều. Con vẫn cần phải chuẩn bị tốt hơn cho cái phần thuyết trình sản phẩm của mình để cái buổi thuyết trình của mình nó sẽ được tốt hơn và chi nhá. Còn một số lỗi thì mình có thể xem và mình khắc phục lại cái phần lỗi đấy, sau đó thì con sẽ gửi lại cái phần sản phẩm của mình cho cô và chi nhá. Dạ. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Bảo Chi.